xuân đang về tới, hôn hoa bao cùng với đất trời.
Và quan trọng nhất là hai đứa phải giữ chung với nhau về lâu về dài, cho đến khi nào mình không còn thở nữa thì thôi đó, thì có gì đâu. Rồi chú Văn nghe bye bye. Rồi cô dâu chú để em rót 2 ly 10 ha. Thầy chị nha. Cũng mời đi cho một cái à. Rồi rồi, cũng hai bác một ly nha. Đúng rồi, chú để vô vô. Thật nên thơ.
vô thức nên thơ. Con, tôi đại diện cho gia đình đàn gái và rất là vui mừng được đón tiếp ở nhà trai cũng như đón tiếp quý vị con khách, quý vị đang thân bằng chúng thuộc cũng như tất cả anh chị em các con cháu của họ đàn gái chúng tôi, và không gì hơn là chúng tôi chỉ biết cảm ơn tất cả quý vị cũng như chúc mừng quý vị một gia đình được hạnh phúc, sức khỏe được dồi dào, và xin cảm ơn tất cả các chú rể với cô dâu. Kính thưa hai họ và tất cả quý vị khách quý, hôm nay là ngày 4 tháng 6 dương lịch năm 2022-23 và nhằm ngày 17 tháng 4 âm lịch năm Quý Mão ạ. À, chính ngày này mà hai bên trước đây đã chấp thuận làm lễ vui cho hai cháu, thì trước tiên cho phép tôi xin chúc cho hai họ và tất cả quý vị ở đây được một sức khỏe dồi dào và lời chào trân trọng nhất à. Vâng, hết sức cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị à, bởi vì ông bà ta cũng có câu vỗ tay không phải bóc tiền, vỗ tay là để động viên tinh thần. Và một lần nữa tôi cũng đại diện cho hai bên gia đình hết sức cảm ơn tất cả quý vị ở đây đã sự hiện diện của quý vị cũng như là niềm vinh dự hạnh phúc của hai gia đình chúng tôi. Và để đáp lại tấm lòng thành của quý vị, hai bên gia đình của tôi cũng xin chúc cho tất cả quý vị ở đây được một tấn tài tấn lộc tấn bình an. Và nhân dịp tôi đang đứng trên sân khấu này, và tôi cũng xin trân trọng kính mời họ nhà gái, đó là vào ngày 8 tháng 6 dương lịch năm 2023 và cũng nhằm ngày 21 tháng 4 âm lịch, đó là ngày hội nhà tay của chúng tôi tổ chức ạ. Và tôi xin trân trọng kính mời hội nhà gái đi ra cho biết cái vùng đất của Ninh Thuận tức là cái vùng đất mà đã sinh ra chú rể ngày hôm nay phải nói khá là đẹp trai cho tay phó tay nữa đi ạ. Và hướng về nhiếp ảnh gia chụp một tấm hình lưu niệm, xin quý vị hoan hô một tràng pháo tay để chúc mừng, và hai bác nắm chặt tay nhau để trở về đất liền. Cô sao đi bên anh thật vui sao, những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào, cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời, anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô sao, không ai vui bằng em đâu, ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày, tình yêu của em là anh đó sẽ không ai thay thế được. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy che thơ, mong mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên, rồi mình có những đứa con trai sẽ thương giống con. Một đường ngái xa xôi như thế chạy chậm ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đang cưới nhà bên rước dâu rộn ràng, nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng, bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xuôi. Vô trong phần
ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Du ta du càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta du càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đa. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xu giờ đó. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Vô, vô ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày uống cho nó thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình bảo đảm là linh đình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.